Vitamin Plus tăng cường lưu thông máu và bảo vệ hệ thần kinh. Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của chương trình Sống Vui. Thưa quý vị, hôm qua chúng ta đã vừa lắng nghe phần trao đổi của chuyên gia để hiểu rõ về thoái hóa đốt sống cổ là như thế nào và những cái biến chứng có thể gây ra nếu như không điều trị kịp thời ra sao. Và ngày hôm nay mời quý vị chúng ta tiếp tục sẽ trao đổi tìm hiểu rõ hơn về làm thế nào để có thể điều trị dứt điểm về thoái hóa đốt sống cổ, bởi vì đây là một bệnh mà có thể nói là phát triển rất là âm thầm, nhưng đến khi nhiều khi chúng ta phát hiện ra thì có thể nói là đã quá muộn, dẫn đến cái quá trình điều trị rất lâu dài, rất tốn kém mà lại không hiệu quả. Và cùng với sự đồng hành của chuyên gia Trần Đình Ngạn, chúng ta tiếp tục trao đổi về vấn đề này. Xin được cảm ơn chuyên gia. Vâng, thưa chuyên gia, hôm qua sau khi mà khán giả của chương trình theo dõi thì mọi người rất quan tâm và có rất nhiều câu hỏi của khán giả gửi tới chương trình. Trong đó thì một trong vấn đề khán giả ưu tiên và muốn được biết nhất đó là liệu chúng ta có những giải pháp nào toàn diện để có thể điều trị dứt điểm thoái hóa đốt sống cổ không, và giải pháp đó là gì ạ? Trước hết là tôi muốn nói rằng là cái giải pháp để vào phòng chống các cái thoái hóa sống cổ thì việc đầu tiên chúng ta phải làm cho cái xương của chúng ta vững chắc. Đấy. Mà muốn có cái xương vững chắc thì chúng ta phải cung cấp đầy đủ các cái lượng canxi cần thiết cho cơ thể chúng ta. Mà chúng ta biết rằng cái canxi mà cơ thể chúng ta rất cần nhưng chúng ta không tự tổng hợp được, nhất thiết là phải đưa từ bên ngoài vào. Đưa từ bên ngoài vào đấy là thực phẩm chức năng cũng được. Người ta đã tính sẵn cho chúng ta là có cái lượng canxi nano cần thiết. Có boron, có đồng, có kẽm, nhá, có sắt, đấy, và có DHA, thế rồi có sinh tố D, rồi có MK7, thế đấy là các cái rất cần thiết cho cái việc làm cho canxi được hấp thu vào trong xương, làm cho cái xương chung và đặc biệt là cái cột sống cổ chúng ta nó vững chắc. Thế cái thứ hai tức là chúng ta biết khi chúng ta không may đã bị thoái hóa rồi, thì nó lại dẫn đến một loạt những các cái rối loạn về thần kinh mà chúng ta đã nói trong cái phần trước, tôi nói đến các hội chứng rễ thần kinh ấy, nó đi khắp cơ thể. Thế thì bây giờ chúng ta phải khắc phục cái việc đó bằng cái việc là chúng ta phải dùng các cái thuốc hoạt huyết để tăng cường máu lên não. Chúng ta phải dùng các thuốc chống gốc tự do như là ruby, để chúng ta phải dùng các cái thuốc ginkgo biloba. Đấy. Thế rồi chúng ta phải dùng những các cái chondroitin là để nó hàn gắn những các cái bao rễ thần kinh. Chúng ta phải tăng cường cái dẫn truyền và cái hoạt động của thần kinh bằng các cái vitamin B1, tiền vitamin B1, B2, B6. Đấy là những thuốc rất cần thiết cho cái thần kinh chúng ta hoạt động hàng ngày. Nhưng mà cái điều quan trọng không kém về thuốc, đấy là cái hiện tượng chúng ta phải tập luyện. Đấy. Chúng ta phải làm việc đúng tư thế. Chúng ta phải tập thể dục hàng ngày. Không may khi chúng ta đã có những cái nơi đau đốt thôi cổ thì chúng ta lại phải dùng các cái thuốc giảm đau. Thế rồi khi mà nó có tấy đau thì chúng ta lại phải dùng các thuốc chống viêm. Thế bên cạnh thuốc chống viêm giảm đau, đối với cột sống cổ, chúng ta biết nhiều người cứng cổ quay không được thì chúng ta phải dùng các thuốc mềm cơ. Nguyên tắc chung của nó là chống viêm, giảm đau, mềm cơ. Thế rồi thuốc hoạt huyết tăng cường các hoạt động của thần kinh. Và một cái vấn đề rất quan trọng là chúng ta có thể tác động bằng vật lý trị liệu. Bây giờ chủ yếu 99% người ta điều trị cái thoái hóa đốt sống cổ bằng cái việc là người ta tác động bằng nội khoa. Trong đó nội khoa ngoài cái thuốc tôi kể trên thì vấn đề tập luyện rất quan trọng, về vấn đề nắn chỉnh bấm huyệt rất. Vậy cho nên là có thể nói là ta phải kết hợp thêm tập luyện, thêm các cái biện pháp vật lý trị liệu. Như vậy thì có thể thấy là cực kỳ rất nhiều giải pháp. Vâng, rất nhiều giải pháp. Đấy thì nó phải kết hợp với nhau, kết hợp với nhau. Nhưng mà hoàn chỉnh nhất là phải có thuốc, phải bấm huyệt, phải xoa bóp, nhá. Thế rồi chúng ta phải dùng các biện pháp vật lý trị liệu, thậm chí có thể dùng laser. Còn khi nào mà chúng ta đã thấy nó trượt ra rồi, nó nặng quá rồi, nó gây đến teo cơ, thì lúc đấy chúng ta có biện pháp giải phẫu. Thế tuy nhiên cái giải pháp là cái biện pháp rất hiếm, làm rất ít chỉ định hơn cuối cùng, vì vấn đề cuối cùng người ta mới làm. Trong những giải pháp mà chuyên gia đề cập thì chúng tôi thấy là có những cái sản phẩm ví dụ như là chứa những cái dưỡng chất rất quan trọng như là canxi nano vitamin D3 MK7, nó là một trong những cái dưỡng chất mà giúp cho xương chắc khỏe dẻo dai và có tác động rất lớn đến những cái nguyên nhân mà có thể ngăn ngừa được cái thoái hóa đốt sống cổ. Chuyên gia có thể giải thích rõ hơn là cơ chế hoạt động của những cái dưỡng chất này, làm sao mà những sản phẩm này lại có thể tác động được đến cái nguyên nhân gây ra thoái hóa đốt sống cổ ạ? Thì trước khi làm cho cái xương nó vững chắc thì chúng ta biết là chúng ta phải bổ sung canxi.
mà canxi nano thì là rất là tốt. Nó chống được cái táo bón và cái số lượng không cần nhiều, chỉ cần vừa phải, nó dễ hấp thu đấy, vào trong cơ thể. Và hấp thu vào trong cơ thể muốn mà được lưu thông tốt, dẫn đến cái nơi mà cần thiết để nó hàn gắn những các cái chỗ mà cái xương của đốt sống cổ bị tổn thương, thì nó phải có sinh tố K, MK7, và nó lại phải kết hợp với sinh tố D. Nó phải kết đối phụ nữ thì nó lại phải được kết hợp với estrogen. Các cái dưỡng chất canxi và các chất vừa tôi vừa nói lúc nãy thì nó có tác dụng rất tốt, vì chính bản thân nó đến nó hàn gắn những các cái tổn thương dây chằng cột cơ, rồi là các cái xương đấy, ở trong cái đốt sống cổ, và nó làm cho xương vững chắc và nó tác dụng tốt cho cái điều trị thoái hóa của sống cổ. Những cái điều tôi vừa nói nó có sản phẩm ngoài thị trường, tức là cái vững cốt vinh da MK7. Vâng, cảm ơn chuyên gia. Thưa chuyên gia, thế còn cái sản phẩm chứa tiền vitamin B1, tức là Fuxin Thiamin, với các vitamin nhóm B như là Chondroitin, Ginkgo Biloba và Cao Blueberry, thì những cái dưỡng chất này nó giúp cái quá trình mà giải phóng rễ thần kinh và các cái mạch máu bị chèn ép, cũng như là giảm thoái hóa đốt sống theo cái cơ chế như thế nào ạ? Cái tổn thương thần kinh ấy, chúng ta biết rằng các cái neuron thần kinh ấy, thì nó một cái tế bào thần kinh nó mà bị tác động đến thì nó kéo theo một cái rừng tế bào thần kinh bị tác động bởi các cái gốc tự do. Cái gốc tự do là cái gì? Gốc tự do là ngoài bìa của cái vật chất đấy, nó mất đi một cái điện tử, nó luôn luôn tranh cướp lấy một cái điện tử của một cái khác để bù vào cho nó đấy. Nó là cái này rất là xấu chơi như thế, thành cho nó làm loạn cả lên các cái thần kinh lên. Cho nên cái việc mà dùng cái blueberry là để nó trung hòa cái gốc tự do. Đấy là cái tác dụng của blueberry trong cái mà thuốc mà chúng ta đã gọi là cái Vinamin Plus ấy. Thì đấy là cái rất là quan trọng. Cái thứ hai là cái Ginkgo Biloba nhá. Thì cái này nó ở trong bạch quả của chúng ta, một cái sản phẩm đất nước chúng ta rất nhiều, mà trong tôi thấy hầu như các cái vị thuốc nào trong nói đến hoạt huyết là người ta đều dùng có cái Ginkgo Biloba. Hai cái này nó tác động hoạt huyết và nó chống cái tắc mạch, nó tăng cường cái lưu thông mạch máu nhé. Thế rồi cái tiền B1 đấy, thì nó rất tốt cho cái việc dẫn truyền thần kinh, dinh dưỡng thần kinh nhé. Thế còn các cái chondroitin thì tất cả những cái dây thần kinh dù to dù nhỏ đều được bọc trong cái màng melanin, thì cái chất collagen này nó làm hàn gắn lại những các cái màng, những các cái bao của cái rễ thần kinh bị tổn thương. Thế tất cả cái này nó nằm trong một cái viên thuốc như thế thì nó đảm bảo được đầy đủ những các cái, khắc phục được những các cái tổn thương do cái thoái hóa sống cổ tạo nên. Thế cho nên tôi nghĩ rằng có nhiều sản phẩm ở ngoài thị trường, nhưng mà tôi thì tôi vẫn thích dùng cái Vinamin Plus, thì nó nhẹ nhàng, nó chỉ uống một viên, hai viên, nó đã bao gồm được tất cả 5-6 cái. Mà nếu chúng ta tách rời ra, chúng ta đếm vào tay chúng ta thì không biết bao nhiêu viên, nó rắc rối nhá, thì cũng là một cái sản phẩm tốt. Ui giời, mãi. Rồi ôi. Mẹ ạ. Ngồi tư thế như thế không bằng thằng cu tí. Này mẹ hỏi này, có phải là con đang đau cổ vai gáy rồi tê bì chân tay không? Sao mày biết ạ? Sao lại không biết? Anh ngồi như thế này ấy thì sớm muộn cũng sẽ bị thoái hóa đốt sống cổ, mà không chữa trị sớm nhá sẽ bị tê bì chân tay, rồi là mai sau này sẽ không nắm bắt được như này này, không nắm tay chân như này, không cầm nắm được cái gì hết nhá, có khi phải phẫu thuật ấy. Nghiêm trọng thế cơ? Sao lại không nghiêm trọng? Thế nhưng mà con thấy mẹ cũng bị thoái hóa đốt sống cổ, mà con thấy mẹ có bị làm sao đâu ạ? Tôi đỡ nhiều rồi anh ạ. Đợt trước tôi gọi điện lên tổng đài 1900 1259, được bác sĩ tư vấn dùng sản phẩm có chứa như là canxi nano, vitamin D3, MK7 kết hợp với sản phẩm chứa Fuxin Thiamin, các vitamin nhóm B, Ginkgo Biloba và Cao Blueberry. Đó là giải pháp hỗ trợ đồng bộ điều trị như là thoái hóa đốt sống cổ, cột sống lưng, đau nhức xương khớp, tê bì chân tay đấy. Ồ, có sản phẩm như vậy ạ? Không có. Thế này thì có khi con phải dùng ngay, chứ nếu không sau này mất cái khả năng cầm nắm thì vợ con nó bỏ chết. Vâng, theo dõi tiểu phẩm vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là thật là nguy hiểm khi mà thoái hóa đốt sống cổ mà không được điều trị một cách kịp thời và triệt để thì có thể gây ra những biến chứng rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Vậy thì thưa chuyên gia, làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng bộ đôi sản phẩm như chuyên gia vừa đề cập lúc nãy một cách hiệu quả nhất ạ? Đối với lại cái vững cốt vinh da mà MK7 thì chúng ta có thể dùng một ngày 2 viên nhá, sáng 1 viên, trưa 1 viên,
uống trước ăn 30 phút. Thế cái thứ hai tức là đối với lại Finman Plus thì chúng ta có thể uống cũng với cái liều 2 viên một ngày. Ngay sau bữa ăn 2 tiếng đồng hồ, 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ hoặc uống ngay trước bữa ăn cũng được. Với cái bộ sản phẩm này đấy thì chúng ta có thể dùng kéo dài một đợt, mỗi đợt độ khoảng 3-4 tháng. Sau đó chúng ta có thể nghỉ mà tốt thì chúng ta có thể lại dùng tiếp được. Xin cảm ơn chuyên gia với những chia sẻ ngày hôm nay. Vâng, như vậy là thưa quý vị khán giả, chúng ta đã hiểu rõ hơn về nguyên nhân cũng như những cái phương pháp giải pháp điều trị thoái hóa đốt sống cổ đúng không ạ? Chúng tôi vẫn muốn nhắc lại là đây là một cái căn bệnh mà có thể nói là nó thì không gây chết người, không gây những nguy hiểm quá lớn, nhưng cái sự ảnh hưởng và những biến chứng của nó thì có thể nói là ảnh hưởng vô cùng lớn tới chất lượng sống của chúng ta. Cho nên quý vị và các bạn hãy luôn luôn quan tâm và lập tức có những cái biện pháp để chúng ta có thể chữa trị kịp thời nếu như không may mà chúng ta mắc phải. Nếu như có vấn đề gì cần được giải đáp thêm, quý vị có thể gọi tới tổng đài 1900-1259 trong giờ hành chính, hoặc số điện thoại 024-39-959-969, hoặc gửi thư tới hòm thư songkhoeacongbacsitivan.vn, hoặc có thể tham khảo thông tin chi tiết tại website bacsitivan.vn. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Giải pháp toàn diện để điều trị thoái hóa đốt sống cổ. 1. Nếu bệnh xuất hiện các triệu chứng đau, cứng khớp, có thể dùng thuốc giảm đau, mềm cơ theo đơn của bác sĩ. 2. Massage nhẹ nhàng, chườm nóng, chiếu tia laser, luyện tập thể thao phù hợp khi cần phải đeo đai cố định. 3. Đồng thời bổ sung các dưỡng chất quan trọng như canxi nano, vitamin D3 và MK7, bộ ba cần thiết để bảo vệ xương và kết hợp với các dưỡng chất như magie, mangan, boron, silic, kẽm, đồng, DHA, quercetin. 4. Bên cạnh đó, cần ngăn chặn tổn thương mạch máu, thần kinh do thoái hóa đốt sống cổ gây ra, tăng cường lưu thông máu và phục hồi rễ thần kinh bằng sản phẩm có chứa phúc sun thiamin, choroitin, ginkgo biloba và cao blueberry. Vững cốt vinh da, bổ sung và vận chuyển canxi vào tận xương với bộ ba canxi nano, vitamin D3 và MK7.